Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 126 Viêm thác nghe xong, lửa giận bốc lên đầu, không kìm được, cầm thương đứng phát dậy. Chưa kịp đứng dậy hoàn toàn, hùng hắc đã nhanh hơn một bước, họng súng chĩa thẳng vào anh, muốn chết à. Giọng lâm hỉ nhu vẫn chậm rãi, Cả nhà các ngươi đều có tính tình này. Ta nuôi ngươi hơn 20 năm mà không dạy dỗ nổi, không bằng nuôi chó. Đến nước này, hòa giải là không thể, chuyến này chắc chắn phải kết thúc, hoặc ngươi chết, hoặc ta sống. Nếu muốn đấu nhau ngay bây giờ thì đến đi, một đối bốn, ta vẫn tự tin có thể giết ngươi trước khi Bạch Đồng Quỷ tới. Nhiếp Cửu La nghe xong thực sự muốn nghiến răng cắn nát, vì viêm thác mà khó chịu lại có một thôi thúc muốn xe nát thứ gì đó lâm hỷ nhu đã tính sai đáng lẽ là hai đối bốn nếu viêm thác động thủ nàng sẽ lập tức phối hợp tấn công nhưng viêm thác không động thủ anh đứng sững trong bóng đêm rồi từ từ ngồi xuống lại lâm hỷ nhu cười lạnh không nói gì thêm bầu không khí trở nên đóng băng tĩnh lặng đến đáng sợ gió quai ác thổi lên tiếng nghẹn ngào nuốt chừng không gian không biết có phải là ảo giác hay không nhấp cửu la mơ hồ cảm thấy trong tiếng gió còn có tiếng nước dừng lại một lúc viêm thác lên tiếng vậy còn cái chết của cha ta có phải người góp phần không lầm hỉ nhu khinh thường sao muốn tính nợ từng cái với ta à cha người chết không liên quan gì đến ta hắn là kẻ vô dụng tự cho mình là chủ gia đình có thể gánh nửa bầu trời nhưng mẹ ngươi vừa chết hắn liền suy sụp đến cuối cùng bệnh nặng mà chết hoàn toàn là tự chuốc lấy. Làm người, sao không thể nhìn thoáng hơn, để lòng mình nhẹ nhàng một chút. Viêm Thác giận quá hóa cười, giọng cũng bình tĩnh lại, tại sao hết lần này tới lần khác lại là nhà ta? Lâm Hỉ Nhu điềm nhiên, hỏi câu này thì ta biết đáp sao? Ai bảo ta gặp phải cha ngươi, không có nhà ngươi, cũng sẽ có họ Trương, họ Vương, đoán chừng đây chính là duyên phận. Viêm Thác gật đầu nhẹ, được, Lâm Di Ta còn một câu hỏi cuối cùng, người tốt làm đến cùng, để ta chết được rõ ràng. Lâm Hỉ Nhu hơi bất ngờ, nhưng cũng hiểu Viêm Thác chỉ là nói khách sáo, nói đi, có đáp hay không còn tùy tâm trạng ta. Viêm Thác, tại sao chỉ có cha ta là trành quỷ, còn mẹ ta và ta thì không? Câu hỏi này thực sự là điều mà ai cũng muốn biết, Nhấp Cửu La cũng muốn biết, tại sao chỉ một số người biến thành trành quỷ? Lâm Hỷ Nhu nhàn nhạt đáp, muốn biết à, đáng tiếc ta không muốn nói. Nhếp cửu la suýt chút nữa ngất đi, chỉ nghe vài câu đối đáp, nàng đã nhận ra tính cách của Lâm Hỷ Nhu, người này sẽ không cho ai sự hài lòng, cuối cùng sẽ luôn làm người ta khó chịu. Phùng mật đột nhiên lên tiếng, có người tới. Nghe giọng điệu không mặn không nhạt, chắc không phải là bạch đồng quỳ. Nhếp cửu la trong lòng vui mừng, dù quấn đầu quân bị sông đến lung tung, nhưng khả năng gặp người quen vẫn cao người tới chắc là đội của dư dung hoặc hình thâm ít nhất cũng là con tin trốn thoát từ tay lâm hỉ nhu dù sao cũng là người nhà hùng hắc thờ ơ hướng thẳng tới chúng ta sao có thể chỉ đi ngang qua thôi mũi chó của bọn chúng không đáng tin nói đến cuối hắn chợt nhận ra mẹ nó bên chân còn có kẻ bị viêm thác đánh choáng chưa chuyển hóa thành địa kiêu mũi chó của quấn đầu quân không ngửi ra bọn hắn, nhưng ngửi ra cái này vẫn dư sức. Quả nhiên, phùng mật chửi thề, hóa nó, hướng thẳng tới đây. Lâm hỉ Nhu không nghĩ nhiều, đứng lên, đi. Lý Nguyệt Anh liếc nhìn kẻ bị đánh choáng, dẫn nó đi sao, mang theo thì không thoát khói mũi chó đâu. Không mang, viêm thác không cam lòng để bọn họ đi, họ quen thuộc địa hình, đi rồi sẽ khó tìm lại. Nhưng ngồi đối diện nhau, khoảng cách vốn đã xa, nhấp cửu la còn ở trong bụi tượng, càng xa hơn, muốn tập kích giữ người lại là không thể. Hơn nữa, hai người không giữ được bốn kẻ kia. Nhấp cửu la cũng không cam chịu, chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, viện binh sẽ đến, cơ hội tốt đang đến. Nàng đưa tay tìm quanh, vùng này tượng người rõ ràng bị phá hủy, nàng nhanh chóng sở thấy một mảnh tượng vỡ, rồi nhắm vào đầu một tượng người không xa, dương tay ném tới tiếng va đập vang lên, gần như tất cả mọi người giật mình, vô ý thức nhìn về phía phát ra tiếng động. Hùng hắc còn khẽ quát, ai đó? Nhếp cửu la lợi dụng cơ hội này, chạy mấy bước tới trước, nhanh chóng núp sau một tượng người nữa, so với vừa rồi, nàng đã gần lâm hỉ nhu hơn một chút. Viêm tháp đoán được là nhiếp cửu la đang dở trò, mặc dù không thể trao đổi với nàng, nhưng vẫn cố gắng phối hợp, anh thậm chí còn giả vờ kinh hải, thứ gì? bạch đồng quỷ tới rồi sao nhiếp cửu la lại sờ mảnh vỡ trên tay nàng lặp lại chiêu cũ ném xa mình tượng người rồi lợi dụng cơ hội tiến gần lâm hỷ nhu hơn nhưng sau hai lần lâm hỷ nhu đã cảnh giác đi mặc kệ nó nhiếp cửu la nheo mắt nhìn lâm hỷ nhu cảm thấy có thể thử quyết định dứt khoát không chần chừ nàng đột nhiên từ bụi tượng người lao ra đánh thẳng về phía lâm hỷ nhu Thấy nàng động thủ, viêm thác cũng không quan tâm nhiều, gây ra hỗn loạn để đồng bộ, anh dùng cùng một phương thức, lao thẳng tới hùng hắc. Lâm hỉ Nhu phản ứng cực nhanh, thấy có thứ gì đó lao tới, không rõ địa vị, không dám đón đỡ, liền tránh sang bên. Gần đó có một đống đất cao, nàng dùng hai tay trèo lên, nháy mắt đã cách mặt đất hơn hai thước khi nhấp cửu la tới gần. Nhếp cửu la không suy nghĩ nhiều, chụp lấy mắt cá chân nàng, muốn quát xuống đây, nhưng cảm thấy không có khí thế, liền thay bằng một chàng cười âm hiểm như nữ quỷ. Đánh nhau mà, dọa người một chút cũng tốt. Nụ cười này quả nhiên có hiệu quả, không chỉ Lâm Hỷ Nhu và nhóm của nàng giật mình, ngay cả Hùng Hắc và Viêm Thác cũng giật mình. Trong khoảnh khắc đó, Viêm Thác thậm chí còn nghi ngờ người xuất hiện đột ngột này có phải là nhiếp cửu la hay không. Lợi dụng khoảnh khắc mọi người đều ngơ ngẩn Nhấp Cửu La dùng hết sức kéo Lâm Hỉ Nhu rơi xuống, thừa dịp nàng chưa đứng vững, trở tay tát một cái. Mẹ nó, đã sớm muốn dạy dỗ nàng rồi. Lâm Hỉ Nhu chưa từng gặp kiểu đánh nhau bằng tát bạt tai, nhất thời đầu óc choáng váng. Nhấp Cửu La nhân cơ hội, nắm chặt tóc nàng, định đập đầu nàng vào đống đất, thì Phùng Mật từ bên cạnh nhào tới. Thấy dáng vẻ này, biết ngay Phùng Mật thích tàn nhẫn. Nhấp Cửu La không dám liều mạng nàng giờ quý trọng cánh tay, đánh nhau cũng có chút giữ lại. Nàng không buông tay, mượn lực kéo tóc, xoay người quét chân, nghe bịch một tiếng nặng nề, ba người chồng chất lên nhau, cùng ngã xuống đất. Lầm hỉ nhu ngã do bị nàng kéo mạnh tóc, phùng mật ngã do bị nàng quét vào hạ bàn, trượt chân. Nhếp cửu la vừa chạm đất liền buông tay, dùng cả tay chân lăn ra xa. Nàng sợ địa kiêu cắn hoặc bắt mình, đồng thời buồn bực trong lòng không phải còn có lý nguyệt anh sao sao không cùng tấn công ba đối một chứ ngẩng đầu lên thấy ngay phía trước viêm thác và hùng hắc cũng đang nhào lộn trên mặt đất khó phân thắng bại đồng thời tiếng người tiệm cận nghe quen tai mơ hồ có giọng hình thâm lầm hỉ nhu hô lên đi đừng chậm trễ chưa dứt lời nàng và phùng mật đã lao qua đống đất hùng hắc nghe lệnh không mạnh lật viêm thác trong tình thế cấp bách, dùng cả tay chân, lao vào bóng tối như thu. Bên này, nhếp cửu la đã thấy bóng người chạy tới, phía bên kia, lâm hỉ nhu và nhóm của nàng sắp biến mất. Nàng lập tức nghĩ ra, lớn tiếng, lâm hỉ nhu, không nhìn con ngươi sao? Con trai ngươi đấy, ngay đây này. Lâm hỉ nhu đang chạy gấp liền khựng lại, đột nhiên dừng lại. Nhếp cửu la từ dưới đất bò dậy, vừa rồi kéo lâm hỉ nhu rất mạnh giờ lòng bàn tay vẫn còn đau rát viêm thác cũng đứng lên viện đầu gối làm dịu vừa đấu mấy chiêu với hùng hắc đều là cứng đối cứng lúc đánh nhau không cảm thấy gì nhưng dừng lại thì cảm thấy muốn chết cách đó không xa lâm hỉ nhu không chạy nữa chậm rãi xoay người lại nhiếp cửu la trong lòng ngổn ngang làm mẹ vẫn nhớ nhung con trai mình dùng cách này để ngăn lâm hỉ nhu thật không rõ là đúng hay không quay đầu nhìn Người tới chính là nhóm của Hình Thâm, nhưng số lượng ít hơn lúc trước, trông có vẻ thưa thớt. Họ không có đèn pin nhưng có gậy phát sáng, so với ánh sáng đèn pin, gậy này không chói mắt, nhưng đủ để nhìn thấy mọi vật. Hình Thâm trực tiếp tiến tới, quét mắt xung quanh trước, Không Hàn Huyên nói ngay, Dư Dung và nhóm của nàng đâu? Gặp Bạch Đồng Quỷ, chính là mấy kẻ mắt lòng trắng, tách ra rồi. Hình Thâm nhẹ gật đầu, đúng như nàng đoán bọn họ cũng gặp tình trạng tương tự nhiếp cửu la chỉ vào gậy phát sáng dùng cái này không sợ dẫn bạch đồng quỷ tới sao hình thâm trong thời gian ngắn không sao ta nhìn thấy bọn chúng đi lát nữa ta sẽ lên chỗ cao thuận tiện canh gác nhìn thấy ban đầu nhiếp cửu la không hiểu một giây sau kịp phản ứng mắt hình thâm có thể nhìn thấy không cần ánh đèn hắn có thể nhìn thấy nhiều và xa hơn Hình thâm nhìn về phía nhóm Lâm Hỷ Nhu, những kẻ kia là. nhiếp cửu la hạ giọng Lâm Hỷ Nhu và đám của nàng, cũng gặp phải bạch đồng quỷ, tường thúc bị tách ra. Châu châu đâu, ta muốn dùng châu châu để ngăn nàng lại, nghĩ cách bắt nàng, nếu nàng chạy, sau này sẽ khó tìm, còn tiếp tục gây rắc rối cho chúng ta. Hình thâm nhẹ gật đầu, hướng về sau huyết một cái. Châu châu tới, vẫn mặc quần áo trẻ con, chắc là mới gặp bạch đồng quỷ lúc chạy, trên chân mất một chiếc giày nó vẫn sợ nhấp cửu la như trước tới gần thì khựng lại mới run rẩy đứng vững nhấp cửu la nói với lâm hỉ nhu ở cách đó không xa đứng xa vậy không lại xem một chút sao lâm hỉ nhu cười sang đây xem không phải nằm trong kế ngươi sao người thả mồi muốn câu ta mà quả là thông minh nhấp cửu la mỉm cười âm thầm lo lắng lại hạ giọng hỏi Hình Thâm, "Nếu Châu Châu đi qua, nó có thể nghe lệnh ngươi, công kích Lâm Hỉ Nhu không?" Hình Thâm trầm ngâm một chút, "Đi qua thì được, nhưng công kích thì khó, Châu Châu vẫn rất e ngại địa kiêu." "Đó là bản năng, e ngại đồng loại mạnh mẽ hơn, lần trước nó đã không dám công kích hùng hắc." Hắn cúi người, vuốt ve gáy Châu Châu, miệng thì thầm điều gì đó. Châu Châu do dự một chút, rồi tiếp tục đi lên phía trước, nửa đi nửa bò, trong khung cảnh rằng co, tất cả mọi người không nhúc nhích, chỉ có nó di chuyển, thân thể nhỏ gầy, hình thể vặn vẹo, dưới ánh đèn bích sắc, trông hèn mọn và buồn cười. Nhiếp Cửu La nhìn một lúc, bỗng dưng run lên vì lạnh. Nàng cảm thấy mình cũng thật đáng sợ, nghĩ ra cách dùng con trai để thiết kế mẹ mình như vậy. Có nhiều cách để thu thập Lâm Hỉ ngu, sao lại dùng cách này? lương tâm không cho phép vượt qua châu châu dừng lại trước lâm hỷ nhu một khoảng cách ngẩng đầu như đang đánh giá nàng hình thâm nói rất khó nhấp cửu la chưa kịp phản ứng cái gì rất khó chỉ có lâm hỷ nhu đang nhìn châu châu những người khác bên cạnh nàng đều đang đề phòng chúng ta không có cách nào đi vòng qua muốn đánh lén rất khó đoán chừng không bắt được nàng nhấp cửu la ừ một tiếng bỗng dưng nảy ra ý nghĩ kỳ quái bọn họ có thể hay không mẹ con nhận nhau rồi châu châu sẽ theo nàng chạy đi hình thâm sững sờ cái này không thể nào châu châu đã ở với chúng ta nhiều năm dù ở với chúng ta nhiều năm nhưng huyết thống và bản năng có thể mạnh hơn tất cả nhiếp cửu la cắn môi nàng cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì ngay lúc này chuyện kỳ quái xảy ra châu châu run rẩy toàn thân giống như một động vật nhỏ trước khi chiến đấu lồng dựng đứng lưng chắp cao nhìn từ phía sau cũng thấy rõ tính công kích của nó nó nôn nóng đi tới đi lui vài lần kích động rõ ràng là có ý định công kích lầm hỉ nhu không có phản ứng gì nhìn chằm chằm vào châu châu không thấy biểu lộ trên mặt điều này thật kỳ lạ ngay cả hình thâm cũng buồn bực châu châu đây là sao thế chưa dứt lời châu châu đã bay thẳng lên nó thực sự công kích. Đáng tiếc, kiểu công kích này trước mặt Lâm Hỷ Nhu và nhóm của nàng chỉ là cho trẻ con. Hùng Hắc tiến lên một bước, chỉ một chân đã đạp bay châu châu ra ngoài, rơi xuống đất còn nhanh chóng lộn mấy vòng. Thấy vậy, nhấp cửu la hoàn toàn sừng sốt, bật thốt hỏi, nó. Không phải con ngươi. Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Lâm Hỷ Nhu cười ha hà, tiếng cười có chút khiếp sợ nghe kỹ mới thấy ít vui thích mà nhiều thê lương. Nàng nói là con ta, không sai, xem ra nhận ra ta. Thật sự là mẹ con đồng lòng, qua nhiều năm vậy, còn nhận ra ta. Nói đến cuối, ý cười đột một thu lại, trong lời nói có chút mỉa mai, các ngươi đúng là đồ đần, hơn hai ngàn năm trước đã ngốc rồi. Thật sự cho rằng châu châu bị quấn đầu quân cướp đi, ta là một người mẹ đau khổ tìm con sao? thật sự cho rằng các ngươi đang săn kiêu sao? Từ đầu, chúng ta mới là những kẻ săn lùng các ngươi. Chương 127. Nghe lời này, hầu hết mọi người ở đây đều sửng sốt, một vài người không kìm được bật thốt lên hỏi, ý cô là gì? Nhưng với tính cách của Lâm Hỉ Nhu, việc làm người khác hài lòng thì chỉ là chuyện gặp quỷ. Gần như ngay lúc có người hỏi, nàng đã ra hiệu cho đồng đội, nhanh chóng quay người, lao vào bóng tối viêm thác đuổi theo hai bước rồi phải dừng lại tốc độ của nàng quá nhanh anh tự biết mình không thể đuổi kịp quay đầu nhìn lại mọi người vẫn mờ mịt đại đầu lầm bầm trong miệng mẹ nó ý cô ta là gì vậy hình thâm phân phó mọi người chỉnh đốn tại chỗ còn mình thì leo lên cao để quan sát xung quanh vừa để cảnh giới vừa thử tìm đội của dư dung có hình thâm canh gác trên cao mọi người cảm thấy yên tâm hơn họ tụ lại thành nhóm lo lắng về đồng đội tàn mát sợ hãi bạch đồng quỷ quay lại và xì xào bàn tán, thảo luận liệu lời của Lâm Hỷ Nhu có ẩn ý gì không. Châu Châu cũng trở về, nó trôi lên cao, tiến thẳng đến chỗ hình thâm, nằm cạnh chân hắn, như tìm kiếm sự an ủi. Nhếp cửu la đến tìm viêm thác, sau khi tách ra trong đám tượng bụi, đã xảy ra quá nhiều chuyện, và nhiều chuyện trong đó là đà kích đối với viêm thác. Nàng nên an ủi anh, nhưng vẫn chưa biết phải nói gì viêm thác mồi dựa vào đống đất khuỷu tay chống lên đầu gối hai tay đỡ đầu cúi thấp người qua lại bên cạnh nhưng anh không chú ý đến nhiếp cửu la tới gần nhiếp cửu la nhìn anh một lúc đấu tranh giữa việc làm phiền anh và để anh yên tĩnh cuối cùng quyết định nàng ngồi xổm xuống nói này viêm thác như tỉnh dậy từ cơn mộng ngẩng đầu nhìn nàng nhiếp cửu la cười nghĩ gì thế nghĩ về lời lâm hỷ nhu nói à viêm thác lắc đầu đang nghĩ về mẹ ta lời lâm hỷ nhu ném ra lúc thoát đi tuy rung động nhưng ngay khi nguy cơ và căng thẳng giảm bớt trong đầu hắn lại lập tức nghĩ về mẹ mình lâm hỷ nhu gọi nàng từ trên lầu công trường mẹ hắn liền ngẩng đầu đầy vui mừng sau đó bà nhìn thấy tấm xi măng từ trên rơi xuống đập chúng hắn không thể không nghĩ mở mắt là cảnh tượng này nhắm mắt cũng thế, dù đã hơn 20 năm, nỗi bi thương vẫn đầy tràn. Nhếp cửu la không biết phải an ủi anh thế nào, chuyện buồn thì sao có thể cứng rắn khuyên đừng khô sở được. Nàng ngồi xổm trước mặt anh một chút, bỗng nhiên nói, anh có muốn sờ tay tôi không? Viêm thác, hả? Nhếp cửu la như khoe bảo vật, lắc lắc tay phải trước mặt anh, tôi vừa tát mạnh vào mặt cô ta bằng tay này. Viêm thác lúc này mới hiểu, tôi đã nói lúc đánh nhau sao lại nghe tiếng bốp là cô tát cô ta à nhấp cửu la ừm đúng nàng cảm thấy tay mình chiến tích huy hoàng tôi đoán mặt cô ta đã sưng lên rồi anh có muốn sờ thử không còn nóng hổi đây coi như là anh đã tát cô ta lô rất gì thế này sự căng thẳng quanh viêm thác tan biến ngay lập tức thậm chí anh suýt bật cười anh xác nhận lại với nàng thật sự tát chúng cô ta rồi Nhếp cửu la liếc anh, cần tôi nói mấy lần nữa. Viêm thác nắm chặt tay nàng, tôi chưa tát được cô ta, nhưng cô tát rồi, có một cô vợ giỏi thật tốt. Nhếp cửu la ngạc nhiên, vợ à, anh nghĩ gì thế, còn xa lắm, anh bây giờ chỉ là bạn trai thử việc thôi. Nói xong nàng định rút tay về, viêm thác nắm chặt tay, kéo lại, các cô học nghệ thuật mà kỹ lưỡng vậy sao, còn làm thử việc. Làm sao để truyền chính thức, có thể tiết lộ chút không? Nhếp cửu la không nói gì, cúi đầu nhìn hai tay đan sen, tay viêm thác khô giáo mà ấm áp, đốt món tay mạnh mẽ, vững vàng nắm lấy tay nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy, viêm thác rất tốt, thực sự rất tốt. Viêm thác cũng không nói gì, trước đó lòng anh rất khó chịu, nhưng sau cuộc trò chuyện với nàng, cảm giác đó đã vơi bớt nhiều. Anh rất muốn ôm nàng, nhưng xung quanh có quá nhiều người cứ nắm tay nhau như vậy, mềm mại và thân thiết, thật tốt. Bỗng nhiên anh nói, cô nghĩ thế nào về lời cuối của Lâm Hỷ Nhu? Nhếp cửu la chưa kịp trả lời, thì từ trên cao vang lên tiếng hình thâm, đại đầu, lên thay ta một chút. Hình thâm xuống từ chỗ cao, một vài người muốn nói chuyện với hắn, nhưng hắn chỉ khoát tay, đi thẳng đến chỗ viêm thác và nhếp cửu la. Viêm thác thấy hắn tới, chống đất đứng dậy. Tới nơi, hình thâm hỏi thẳng viêm thác anh đã ở cùng lâm hỷ nhu anh cảm thấy lời cuối của nàng có phải nói dối không viêm thác suy nghĩ có phải hay không thì tôi không chắc nhưng tôi nghĩ nàng không cần thiết phải nói dối hình thâm im lặng một lúc rồi nói tôi cũng nghĩ vậy hắn nói tiếp khi ở trên cao tôi vẫn nghĩ về lời nàng nói mọi người luôn nghĩ là què cha bắt đi châu châu nhưng thật ra cảnh đó có thể hiểu khác đi là Lâm Hỷ Nhu đang săn quẻ cha. Quẻ cha là thợ săn ba sơn, ba sơn săn luôn hợp tác cùng nhau. Quẻ cha một mình khó mà bắt được địa kiêu trưởng thành, quá nguy hiểm. Trừ khi hắn thấy là một tiểu nhân yếu, hắn nghĩ mình có thể giải quyết, tức là mùi như. Nhếp cửu la không nhịn được nhìn về phía châu châu vẫn đang nằm trên cao. Châu châu là mùi như, Lâm Hỷ Nhu là thợ săn, hai trọi một có ưu thế nhưng về sau tưởng thúc và nhóm tới ưu thế đổi chỗ lâm hỷ nhu săn thất bại nàng liền từ bỏ châu châu viêm thác gật đầu điều này giải thích tại sao lâm hỷ nhu có tình cảm kỳ lạ với châu châu nó là con nàng không sai nàng cũng đang tìm cũng muốn đổi nhưng không đặc biệt cấp bách vì trong lòng nàng luôn mang một chút áy náy với châu châu cũng biết châu châu có thể sẽ xa lánh nàng nhếp cửu la tiếp lời một đứa con đã bỏ đi nếu trở về thì tốt, không thì nàng cũng chấp nhận. Hơn nữa, với tính cách luôn đổ lỗi cho người khác của Lâm Hỷ Nhu, nàng chắc chắn sẽ cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của người khác. Giống như, cha mẹ viêm thác gặp phải chuyện, nàng trách họ, nếu họ ngoan ngoãn nghe lời chẳng phải không sao. Họ tự tìm cái chết. Châu châu bị bỏ rơi, chẳng phải do quấn đầu quân gây ra sao. Hình thâm cảm thán, khó trách châu châu đột nhiên công kích nàng, đừng tưởng nó là sốc sinh không biết nói, Thủ vẫn nhớ đấy. Nói đến đây, hắn lại nghi ngờ, nhưng nàng nói từ đầu, họ đã săn bắt chúng ta, nghĩa là gì? Quấn đầu quân đi qua, chẳng lẽ đều muốn lật đổ? Viêm thác trầm ngâm, không cần lật đổ, theo quan điểm của người ngoài cuộc như tôi. Quấn đầu quân không có vấn đề gì, chỉ là các ngươi hiểu địa kiêu quá nông cạn. Hình thâm tim đập mạnh, việc liên quan đến mình, rất khó để tỉnh táo suy nghĩ. Trong lúc này, ý kiến của người ngoài cuộc thường đúng trọng tâm hơn, nói vậy là sao? Viêm thác nói, a à la đã kể tôi nghe về lịch sử của quấn đầu quân, tôi nghe như một câu chuyện. Trong đó, quấn đầu quân có nhiều chi tiết phong phú, từ tần thủy hoàng, đao, roi, chó ba nhà, truyền thừa, bí mật. Nhưng phần liên quan đến địa kiêu thì rất đơn giản, các ngươi chỉ nói đây là loài sinh vật có hai đặc tính tự bảo và trường sinh địa kiêu trong mắt các ngươi giống như nhân sâm trường bạch sơn hay bảo vật trong chuyện cổ tích đều là đạo cụ ở đâu đều chỉ để phối hợp các ngươi diễn nhưng khi ở bên lâm hỷ nhu tôi nghe bọn họ tự xưng khoa phụ hậu nhân từng ngày một mạch còn nói mình vốn là người chi kế và thủ đoạn của lâm hỷ nhu các ngươi đã thấy họ không thể nào là đạo cụ có lẽ cũng không phải vai phụ. Nhếp cửu la trong lòng hơi động, anh muốn nói, họ là nhân vật chính. Viêm thắc hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bây giờ, tôi muốn hỏi một vấn đề, tại sao Tần Thủy Hoàng phải phái quấn đầu quân đi tìm địa kiêu? Hình thâm đáp, hơi trần trừ, vì muốn, tìm kiếm phương pháp trường sinh. Địa kiêu có thể trường sinh, Tần Thủy Hoàng làm sao biết? Bởi vì cửu đỉnh, Tần Quốc đạt được cửu đỉnh, trên đỉnh lương châu có ghi chép về địa kiêu kiêu lên thanh nhưỡng viêm thác tiếp tục hỏi tại sao trên đỉnh lương châu lại có ghi chép này hình thâm gần như bị hắn hỏi đến mơ hồ đây không phải là đại vũ tuần hành khắp nơi khảo sát dân tình rồi ghi chép lại sao viêm thác cười vấn đề nằm ở chỗ này đại vũ khảo sát dân tình và ghi chép nhưng địa kiêu có thể tự bảo và trường sinh đầu tiên ai là người truyền ra để rồi truyền đến tai đại vũ hình thâm không suy nghĩ nhiều chắc chắn là những người tiếp xúc đầu tiên với địa kiêu nhiếp cửu la thở dài nhắc nhở cũng có thể là chính địa kiêu truyền ra hình thâm không hiểu địa kiêu tự mình truyền ra tại sao chúng lại làm thế viêm thác nói nghĩ theo cách này lời lâm hỉ nhu nói có dễ hiểu hơn không nàng nói từ đầu chính địa kiêu đã săn người chết tiệt Hình thâm trong khoảnh khắc như bị khai thông hai mạch nhâm đốc, lập tức nghĩ thông suốt. Các ngươi đúng là đồ mốc, từ hơn hai ngàn năm trước đến giờ vẫn thế. Ngay từ đầu chúng ta đã săn bắt các ngươi. Hắn thì thào, địa kiêu dùng, tự bảo và trường sinh là mồi nhử để săn bắt chúng ta. Nhếp cửu la thở dài, cả hai điều này, dù ở cổ đại hay hiện đại, ai mà không mắc bẫy? Như trong bài hát có câu thế nhân vội vàng, chỉ cầu bạc vụn, không có tiền thì muốn tiền, có tiền rồi thì muốn trường sinh. Viêm thác ngồi xổm xuống, nhặt tảng đá, trên mặt đất vạch đầu lằn ngang, chúng ta giả thiết, đây chính là khe hắc bạch, người ở trên, cái gọi là khoa phù hậu nhân ở dưới, lý thuyết là người không thể xuống, bọn họ cũng không thể lên. Vừa nghe lời này, hầu hết mọi người đều kinh ngạc, có vài người không kìm được bật thốt lên, ý là gì? nhưng với tính cách của lâm hỷ nhu việc làm cho người ta an tâm mới là lạ gần như ngay khi có người đặt câu hỏi nàng đã nhanh chóng quay lại chào đồng đội và lao vào bóng tối chạy trốn viêm thác cố gắng đuổi theo hai bước rồi từ bỏ tốc độ của nàng quá nhanh anh tự nhủ không thể bắt kịp quay đầu lại thấy mọi người đều mờ mịt đại đầu lớn tiếng bà ấy nói cái gì vậy hình thâm ra lệnh mọi người chỉnh đốn tại chỗ còn mình thì leo lên đỉnh cao để quan sát xung quanh vừa để cảnh giới vừa thử tìm đội của dư dung có hình thâm canh gác trên cao mọi người an tâm hơn tụ tập thành từng nhóm lo lắng về đồng đội bị tách ra sợ bạch đồng quỷ quay lại và xì xào bàn tán về lời nói của lâm hỷ nhu có ý nghĩa gì châu châu cũng trở về nó leo lên đỉnh cao tới chỗ hình thâm nằm bên chân hắn như tìm kiếm sự an ủi nhiếp cửu la tới tìm viêm thác sau khi tách ra trong bụi tưởng nhiều chuyện xảy ra nhiều điều gây đà kích cho viêm thác nàng muốn an ủi hắn nhưng chưa biết phải làm sao viêm thác đang ngồi dựa vào đống đất khuỷu tay tựa trên đầu gối hai tay thu lại đầu cúi thấp người đi lại bên cạnh nhưng hắn không chú ý đến nhiếp cửu la đến nhiếp cửu la nhìn hắn một lúc đang phân vân giữa việc gây nhiễu và để hắn yên tĩnh cuối cùng nàng quyết định nàng ngồi xổm xuống, nói, này. Viêm thác như tỉnh khói cơn mơ, ngẩng đầu nhìn nàng. Nhấp cửu la cười, nghĩ gì thế, nghĩ về lời lâm hỉ nhu nói à? Viêm thác lắc đầu, nghĩ về mẹ ta. Lời nói của lâm hỉ nhu khi thoát đi dù gây rung động, nhưng sau khi nguy cơ và căng thẳng qua đi, điều đầu tiên nhảy vào đầu anh là hình ảnh của mẹ mình. Lâm hỉ nhu trên công trường gọi mẹ, mẹ ngẩng đầu lên với đầy niềm vui sau đó thấy tấm xi măng từ trên rơi xuống. Anh không thể không nghĩ đến, mở mắt hay nhắm mắt cũng là cảnh tượng đó, hơn 20 năm trôi qua, nỗi đau vẫn tràn đầy. Nhếp cửu la cũng không biết phải an ủi anh thế nào, những chuyện đáng buồn không thể chỉ khuyên đừng buồn là xong. Nàng ngồi xổm trước mặt anh một chút, đột nhiên nói, anh có muốn sờ tay tôi không? Viêm thác, hả? Nhếp cửu la giơ tay phải trước mặt anh, tôi vừa tát mạnh vào mặt nàng bằng tay này. Viêm thác mới hiểu ra, tôi đã thắc mắc tại sao trong lúc đánh nhau lại nghe tiếng, bốp, thì ra là cô tát nàng. Nhấp cửu la, ừm, nàng cảm thấy tự hào về thành tích của mình, chắc mặt nàng đã sưng lên rồi. Anh có muốn sờ thử không, vẫn còn nóng đây. Như thể anh đã tát nàng vậy. Lô rất gì đây? Tâm trạng nặng nề của viêm thác thoáng chốc tan biến, anh suýt bật cười. Anh xác nhận lại, cô thật sự đã tát nàng. Nhếp cửu la lườm anh, muốn tôi nói mấy lần nữa. Viêm thác nắm chặt tay nàng, tôi còn chưa tát được nàng, cô đã tát rồi, có cô vợ lợi hại thật tốt. Nhếp cửu la ngạc nhiên, vợ, anh nghĩ gì thế, còn xa lắm, bây giờ anh chỉ là bạn trai thử việc thôi. Nói rồi định rút tay về, viêm thác nắm chặt, kéo tay nàng lại, các cô học nghệ thuật mà cũng có thử việc làm sao để truyền chính thức, có thể tiết lộ chút không? Nhếp cửu la không nói gì, cúi đầu nhìn tay họ đan vào nhau, tay viêm thác khô giáo mà ấm áp, ngón tay mạnh mẽ, nắm chặt tay nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy, viêm thác thật sự rất tốt. Viêm thác cũng không nói gì, trước đó anh rất khó chịu, nói chuyện với nàng làm dịu đi nhiều. Anh rất muốn ôm nàng, nhưng xung quanh có quá nhiều người. Cứ thế người nắm tay, mềm mại và ấm áp, thật tốt. Bất chợt, anh nói, lời cuối của Lâm Hỷ Nhu, cô nghĩ thế nào? Nhếp cửu la chưa kịp trả lời, từ trên cao vang lên tiếng của hình thâm, đại đầu, lên thay ta một chút. Hình thâm leo xuống, vài người muốn nói chuyện với hắn nhưng hắn chỉ khoát tay, đi thẳng đến chỗ viêm thác và nhiếp cửu la. Thấy hắn tới, viêm thác chống đất đứng lên. Đến trước mặt, hình thâm hỏi thẳng, viêm thác, anh đã tiếp xúc với lâm hỷ nhu anh nghĩ lời cuối của nàng có phải nói dối không viêm thác suy nghĩ có phải hay không thì tôi không chắc nhưng tôi cảm thấy nàng không cần thiết phải nói dối hình thâm im lặng một lúc rồi nói tôi cũng nghĩ vậy hắn tiếp tục khi ở trên cao tôi vẫn nghĩ về lời của nàng mọi người đều nghĩ là què cha bắt châu châu nhưng thực ra có thể hiểu khác là lâm hỷ nhu đang săn què cha Quẻ là thợ săn ba sơn, ba sơn săn nhấn mạnh vào sự hợp tác. Quẻ che một mình thì khả năng bắt địa kiêu trưởng thành là rất nhỏ, quá nguy hiểm. Trừ khi hắn thấy con nhỏ, yếu, nghĩ mình có thể giải quyết, tức là mùi như. Nhếp cửu la không thể không nhìn về phía châu châu vẫn nằm trên đỉnh cao, châu châu là mùi như, lâm hỉ nhu là thợ săn, hai đấu một, có lợi thế. Nhưng khi tưởng thúc và nhóm của hắn tới, lợi thế thay đổi, lâm hỷ nhu săn thất bại nên từ bỏ châu châu viêm thác gật đầu điều này có thể giải thích tại sao lâm hỷ nhu có tình cảm kỳ lạ với châu châu đúng là con của nàng nàng cũng đang tìm cũng muốn đổi nhưng không quá cấp bách vì trong lòng nàng luôn có chút áy náy cũng biết châu châu có thể sẽ phản bội nàng nhếp cửu la tiếp lời đã bỏ đi con trai có thể trở về thì tốt không được thì cũng chấp nhận với tính cách của lâm hỷ nhu nàng sẽ cho rằng mọi chuyện là lỗi của người khác. Cha mẹ viêm thác gặp chuyện, muốn trách thì trách họ, trung thực nghe lời thì không xảy ra chuyện. Họ tự chuốc lấy. Châu châu tại sao bị ném? Không phải lỗi của quấn đầu quân sao? Hình thâm cảm thán, không lạ châu châu đột nhiên công kích nàng, dù là động vật không nói được, nhưng vẫn nhớ thù. Nói đến đây, hắn lại nghi hoặc, nhưng nàng nói từ đầu, chính các nàng săn chúng ta, ý là gì? Quấn đầu quân qua đó, chẳng lẽ đều muốn lật đổ sao? Viêm thác trầm ngâm một lúc, không cần lật đổ, chỉ là theo tôi thấy, quấn đầu quân không có vấn đề gì, chỉ là các ngươi hiểu địa kiêu quá nông cạn. Tìm hình thâm đập mạnh, việc liên quan đến mình rất khó suy nghĩ tỉnh táo, lúc này ý kiến người ngoài sẽ đúng trọng tâm hơn, ý anh là sao? Viêm thác nói, A à là kể cho tôi nghe lịch sử quấn đầu quân, tôi nghe như một câu chuyện, trong câu chuyện, phần của quấn đầu quân rất phong phú, có tần thủy hoàng, có đao, roi, chó ba nhà, có truyền thừa, có bí mật. Nhưng phần liên quan đến địa kiêu lại rất đơn giản. Các ngươi chỉ nói đây là loài sinh vật có hai đặc tính, tự bảo và trường sinh. Trong mắt các ngươi, địa kiêu giống như nhân sâm trường Bạch Sơn hoặc bảo vật trong câu chuyện đều là đạo cụ để nơi nào cũng được phối hợp với kịch bản của các ngươi. Nhưng bên cạnh lâm hỉ nhu tôi nghe thấy bọn chúng tự xưng hậu duệ khoa phụ từng ngày một mạch còn nói mình vốn là người trí kế và thủ đoạn của lâm hỉ nhu các ngươi đã thấy bọn chúng không thể chỉ là đạo cụ có lẽ cũng không phải vai phụ nhếp cửu la trong lòng hơi động anh muốn nói bọn chúng là nhân vật chính viêm thắc hỏi một đằng trả lời một nẻo bây giờ tôi muốn hỏi một vấn đề Tần Thủy Hoàng tại sao phải phái quấn đầu quân đi tìm địa kiêu? Hình thâm trần trừ đáp vì muốn tìm kiếm trường sinh chi pháp. Vậy địa kiêu có thể trường sinh, Tần Thủy Hoàng biết từ đâu? Hình thâm vì cửu đỉnh, Tần Quốc đạt được cửu đỉnh, trên đỉnh Lương Châu có ghi chép về địa kiêu, nói rằng địa kiêu có thể trường sinh. Viêm thắc hỏi tiếp, tại sao trên đỉnh Lương Châu lại có ghi chép này? hình thâm thực sự bị hắn hỏi cho dối, đây không phải là đại vũ tuần hành khắp nơi, khảo sát dân tình, rồi ghi chép lại sao? Viêm thác cười, vấn đề ở chỗ này, đại vũ khảo sát dân tình, tiến hành ghi chép, nhưng địa kiêu có thể tự bảo và trường sinh, thuyết pháp này ban đầu từ miệng ai mà truyền đến tai đại vũ. Hình thâm suy nghĩ, chắc chắn là những người đầu tiên tiếp xúc với địa kiêu. Nhấp cửu la thở dài, nhắc hắn, cũng có thể là địa kiêu tự truyền. Hình thâm không hiểu, địa kiêu, tự truyền, tại sao bọn chúng lại truyền lời này? Viêm thác nói, nếu vậy, lời của Lâm Hỷ Nhu dễ hiểu rồi. Nàng nói, từ đầu, chính là địa kiêu săn, người. Chết tiệt, hình thâm như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, lập tức thông suốt mọi chuyện. Các ngươi là đồ mốc, hơn hai ngàn năm trước đã mốc đến bây giờ. Từ đầu, chính là chúng ta đang săn bắt các ngươi. Hắn thì thào, địa kiêu dùng, tựu bảo và trường sinh là mồi nhử để săn bắt chúng ta. Nhiếp Cửu La thổn thức, hai điều này đặt vào thời cổ đại. Đừng nói cổ đại, ngay cả hiện đại, ai không trúng bẫy. Không phải có bài hát nói, thế nhân vội vàng hấp tấp, chỉ cầu bạc vụn mấy lượng, không có tiền thì nghĩ có tiền, có tiền rồi lại muốn trường sinh. Viêm Thác mồi xổm xuống, nhặt một tảng đá, vạch một đường ngang trên mặt đất, giả sử đây là khe hắc bạch, người ở trên, cái gọi là hậu duệ khoa phụ ở dưới. Trên lý thuyết, người không thể xuống dưới, bọn chúng cũng không thể lên trên. Anh viết chữ người phía trên đường ngang, phía dưới viết hai chữ khoa phụ. Nhếp cửu la và hình thâm cũng ngồi xổm xuống. Nhếp cửu la chỉ vào hai chữ khoa phụ, nhưng bọn chúng muốn lên trên, khoa phụ trục nhật, còn tự xưng, từng ngày một mạch, cảm giác khao khát mặt trời, khắc sâu vào bản chất. Viêm thác gật đầu, nhưng muốn lên trên, phải qua khe hắc bạch, vừa vào khe hắc bạch, kêu thành người ma, biến thành quái vật. Tiếp tục lên đến mặt trời, sẽ vặn vẹo hình dạng, gia tốc suy vong. Hình thâm cũng hiểu ra, phải dùng cách ổn thỏa, vừa giữ được hình dạng con người, lại sống lâu. Bọn chúng chuyển hóa thành trưởng thành cần máu túi, phải tiến hành dưới đất, cho nên phải săn, người, hấp dẫn người vào. Hiểu rồi, nơi có địa kiêu, đều là rừng núi vắng vẻ, nơi này rất ít người săn thú, không có bảo vật thật sự, ai sẽ trèo non lội suối tới đó. Hơn nữa, hiện nay Lâm Hỷ Nhu chuyển hóa địa kiêu vẫn có tỷ lệ thất bại gần một phần ba, năm đó chắc chắn còn tệ hơn, cần nhiều người hơn. Cho nên phải có lợi lớn, thật lớn mới có thể hấp dẫn từng tốt người tự đến. Hình thâm cười khổ, không lạ lâm hỉ nhu nói chúng ta ngốc hơn hai năm, hóa ra quấn đầu quân bị lừa, tưởng mình đang săn, thực ra là bị săn. Nhấp cửu la bỗng nói, chưa chắc, tôi lại nghĩ quấn đầu quân, chó ngáp phải rùi, nhưng lại đi đúng. Hình thâm không hiểu, đi đúng thế nào? Nhấp cửu la hỏi lại, chẳng lẽ không đúng? Phải cảm tạ tần thủy hoàng của chúng ta, làm việc đều là đại thủ bút, xây thành vạn lý trường thành dây lăng mộ có thể đào rỗng núi tìm địa kiêu phái quấn đầu quân quấn đầu quân hiện tại không tính là gì nhưng năm đó xem như lực lượng quân sự tối cao của đế quốc lại có nhân số đông có thể dùng kim nhân rèn đúc kim nhân môn anh nghĩ những gì từng ngày một mạch có thể chống lại họ sao viêm thác hiểu ra như một đám cướp định bắt cóc người qua đường kết quả gặp một đoàn quân chính quy hình thâm cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy quấn đầu quân đã làm rối loạn kế hoạch của chúng. Nhấp cửu la nói, tất nhiên, anh nghĩ mà xem, quấn đầu quân vừa đến, lập bốn phiến kim nhân môn, cơ bản ngăn cách địa kiêu với bên ngoài, nếu không phải có khe hắc bạch trọng thương quấn đầu quân, gần như đã có thể dẹp yên địa kiêu. Nên tôi nói là chó ngáp phải ruồi, địa kiêu không thể lên được thành, bị quấn đầu quân và kim nhân môn ngăn cản. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 128. Chỉ cần một câu, cảm tạ Thủy Hoàng đế, nếu năm đó hắn không phái số lượng lớn quấn đầu quân, mà chỉ là một đội thám hiểm tầm 10 người, câu chuyện sau này có lẽ đã khác hoàn toàn. Hình thâm bỗng nhớ ra điều gì, nhưng Lâm Hỷ Nhu vẫn thoát ra được, và rõ ràng không phải từ kim nhân môn. Viêm thác tự diễu, trách cha ta khai thác mỏ than quá sâu đã mở ra một cánh cửa mới cho địa kiêu, mang đến một ma thai như vậy. Nhếp cửu la cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, anh quên đầm lầy lớn ở tử hương đập rồi à. Câu chuyện về cô vợ nhỏ đó, đầm lầy lớn đó, rõ ràng cũng là lối ra, nhưng cô vợ nhỏ kia so với lâm hỉ nhu kém xa, sự nghiệp chưa phát triển đã liên tiếp phạm sai lầm, cuối cùng bị chặn bằng nước thép. Viêm thác lo lắng, cứ tưởng chỉ có bốn lối ra, nên quấn đầu quân lập bốn cánh cửa xem ra lúc đó họ không tìm hết rốt cuộc có bao nhiêu lối ra hình thâm bỗng nói bảy nhấp cửu la kinh ngạc sao anh tính ra con số đó hình thâm nói nhớ tới quấn đầu quân kia phong truyền tin trên đó bị máu thấm chỉ còn ba chữ khen cha bảy viêm thác nhớ lại khoa phụ bảy ngón tay trước đó vẫn không hiểu khoa phụ bảy ngón tay là gì nếu chỉ bảy lối ra, khoa phụ trong truyền thuyết là một người khổng lồ, khoa phụ trục nhật, sau khi ngã xuống dùng tay đào đất, đào mòn ba món tay, còn lại bảy cái, mỗi cái là một lối ra thông ra ngoài. Lời nhắc của quấn đầu quân là bảy lối ra, không chỉ bốn. Nhấp cửu la dùng mình, bảy lối ra, quấn đầu quân phong bốn, nước thép chặn một, mỏ than một, vậy cái thứ bảy đâu, ở đâu? Không ai biết, không ai có thể trả lời nơi này không phải là nơi đẹp đẽ, cũng không thể dừng lại chỉnh đốn, hình thâm suy nghĩ kỹ rồi quyết định trở về kim nhân môn. Đến đây để thay người, nhưng hiện tại mọi người đều tách ra, không có gì để đổi, chỉ còn cách hy vọng trên đường về có thể gặp lại một hai người. Không ai phản đối, viêm thắc muốn tìm muội muội nhưng phạm vi quá lớn, không có manh mối rõ ràng, lương khô mang theo cũng không nhiều, hơn nữa tình thế thực sự nguy hiểm không thể vì tư lợi mà liên lụy người khác. Bảo đảm an toàn trước, rồi bàn bạc sau. Trở về kim nhân môn, thuận lợi nhưng cũng không thuận lợi. Thuận lợi vì có hình thâm, đôi mắt của hắn ở đây như thần khí, không nhìn hình, chỉ nhìn ánh sáng, bất kỳ vật sống hay vết tích nào đều không thoát khỏi mắt hắn. Nhếp cửu la cảm thán, trước đây khi tức giận vì hình thâm mất mắt, nàng không ngờ có ngày mình lại cảm kích đôi mắt đó không thuận lợi vì lộ trình, địa hình phức tạp, bản đồ đơn sơ, phải tìm đường chậm rãi, sau trận chạy tư phía, cơ bản là lạc đường, muốn quay lại lộ trình trước đó không dễ. Một nhóm tầm 10 người, cố gắng im lặng, chỉ dựa vào hai cây đuốc chiếu sáng yếu ớt để hành quân, hình thâm thường leo lên cao để quan sát, vì từ cao nhìn xa hơn. Nhếp cửu la và viêm thác rất tay nhau đi song song, nghe tiếng xì xào phía trước. Thật sự, Đi một đường sạch sẽ như vậy, sao không gặp ai trong số người bị tách ra? Không lẽ bị Bạch Đồng Quỷ thu thập hết rồi? Người nói, Bạch Đồng Quỷ biết nói không? Nếu biết nói, còn có thể thương lượng chút. Viêm Thác bỗng giơ tay chọc vào vai người phía trước, làm ơn hỏi một chút, các ngươi gặp Bạch Đồng Quỷ có thấy trẻ con không? Người kia không dừng bước, ai mà chú ý, chỉ kịp chạy, chỉ thấy đôi mắt trắng trong bóng tối. Viêm Thác nhờ hắn hỏi tiếp người phía trước, "Ai, Bạch Đồng Quỷ có trẻ con không?" Một người hỏi một người, hỏi mấy người đều trả lời không. Xem ra không có, Viêm Thác nói cảm ơn, không nói gì thêm. Nhấp Cửu La nghĩ, Bạch Đồng Quỷ có thể có mẹ nàng, Bùi Kha không? Một giây sau, cảm thấy mình buồn cười, cả hai đều buồn cười, vì không tìm thấy, không có hướng đi, nên nghi ngờ mọi thứ. Ngay lúc này hình thâm bò lên đỉnh cao đột nhiên ngã sấp xuống, phát ra một tiếng huyết cực thấp. Thực ra không cần huyết, chỉ cần nhìn động tác là biết phía trước có chuyện, đám người lập tức tản ra, cầm thương, hoặc dán sát vào đống đất, hoặc dựa vào hòn đá, không dám thở mạnh. Vài giây sau, Sơn Cường không kìm được, đè giọng gọi, thâm ca, sao vậy? Hình thâm không trả lời, chỉ khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng. Sau một lát, hắn vẫn nằm sấp, chậm rãi bỏ đến đống đất, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, mang theo bụi đất. Đại đầu sốt ruột, tình huống thế nào? Bạch đồng quỷ, tạo thành hình quạt tiến về phía này, không thể đi qua. Tạo thành hình quạt tiến về phía này, chuyện này quá quái dị, Nhấp cửu la dùng mình, bọn chúng có bao nhiêu? Hình Thâm cẩn thận suy nghĩ, thực sự là mắt lòng trắng, ta chỉ thấy 5 cái, nhưng bạch đồng quỷ bên cạnh mỗi cái đều có một Hắn kẹt một chút, bạch đồng quỷ bên cạnh những thứ rất khó hình dung, hắn chỉ nhìn thấy hình dáng và ánh sáng, không thấy chi tiết, càng khó miêu tả, bọn chúng bốn chân chạm đất, như thú thuần dưỡng, mỗi bạch đồng quỷ mang theo hai cái, tổng cộng 15 cái, tạo thành hình quạt lớn, tiến về phía này, cơ bản chặn hết đường. Có người hoảng hốt, vậy, vậy làm sao bây giờ? Kim Nhân Môn ở hướng đó. Hình Thâm vẫn bình tĩnh, không sao phía dưới rộng lớn, chúng ta đổi hướng, đi vòng qua. Chỉ có thể làm vậy, đám người lui về, đổi hướng đi theo kế hoạch. Trên lý thuyết, chỉ cần đi đủ xa, rồi lại đổi hướng, sẽ tránh được. Lần này, đi càng căng thẳng hơn, viêm thác thấp giọng hỏi nhấp cửu la, một bạch đồng quỷ mang hai cái, mang gì? Có phải kêu quỷ không? Lần này, nhiều nhất là người, địa kêu hình dạng người như lâm hỷ nhu, địa kêu nguyên sinh, bạch đồng quỷ và kiêu quỷ. Trước mấy thứ đều gặp, chỉ kém kiêu quỷ chưa xuất hiện. Nhếp Cửu La không dám khẳng định, thấy thì biết. Đi được hơn nửa giờ, không ngờ sự việc lại phát sinh. Hình Thâm lại ngã sấp trên đỉnh cao, quan sát rồi báo, Bạch Đồng Quỷ lại xuất hiện, vẫn là một kéo hai, năm cây Bạch Đồng Quỷ, thêm thú thuần dưỡng tổng cộng 15 cái, tạo thành hình quạt lớn, tiến về phía này. Phương hướng này cũng không thể đi. Thật chết tiệt đại đầu tức giận, chuyện gì đây? Chúng còn có đội tuần tra, một đội bên kia, một đội bên này. Hình thâm trầm ngâm, không tốt lắm. Hắn ngồi xổm bảo Sơn Cường đưa đuốc gần, rồi vẽ trên đất cho mọi người xem. Hắn vẽ một đường thẳng, đây là khe hắc bạch, rồi điểm vài chấm tròn phía trên. Đây là chúng ta, chúng ta không thể qua khe hắc bạch, như tưởng chắn phía sau. Cuối cùng vẽ nửa hình tròn, đây là vòng vây của bạch đồng quỷ bức vẽ vụng về nhưng mọi người hiểu sơn cường kinh ngạc ý là gì còn có tổ chức săn chúng ta nhấp cửu la nghĩ như ba sơn săn ba sơn săn chuyên săn bắn đuổi con mồi vào khu vực chỉ định rồi thợ săn ra tàn sát sơn cường xoắn suýt bọn chúng săn chúng ta để làm gì không ai trả lời ai biết bạch đồng quỳ muốn gì tất cả đều lần đầu gặp thứ này viêm thác hối hận biết trước đã hỏi Lâm Hỷ Nhu về Bạch Đồng Quỷ. Nàng từng nói, Bạch Đồng Quỷ là do người tạo ra, hẳn là biết nội tình. Đại đầu quyết định, hoặc là, đừng do dự, chọn một hướng, chiến đấu, phá vây. Hình thâm lắc đầu, phá vây là tự sát, hai hướng đã gặp hai đội Bạch Đồng Quỷ, đối phương có lợi thế về số lượng, nếu đối đầu, các Bạch Đồng Quỷ gần đó sẽ đến tiếp viện, trở thành cuộc chiến không cân sức. Có người đề xuất, hoặc là chúng ta tìm nơi ẩn nấp, chờ chúng qua, rồi tiếp tục đi. Hình thâm vẫn lắc đầu, người có thể giấu mùi không? Bạch đồng quỷ có lẽ dựa vào mùi hoặc cảm ứng nhiệt, giấu kiểu gì? Người kia ngẩn ra, vậy, thâm ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người gọi hắn thâm ca, gặp chuyện nhờ hắn xử lý, ai bảo hắn là dẫn đội. Hình thâm do dự, tránh mũi nhọn, trước, lui đi, Viêm thác thấy không ổn, lui hướng khe hắc bạch, người không qua được, bọn chúng càng ngày càng gần, vòng vây càng nhỏ. Hình Thâm nói, dù sao vòng vây cũng nhỏ, nếu phải chống lại, không bằng lui về, tìm địa hình có lợi, đánh trận địa chiến. Tốt hơn bị tập kích, đánh trận địa chiến thực sự khả thi, mọi người có súng, nếu tìm được nơi kiên cố ẩn nấp, dù Bạch Đồng Quỷ có 5 hay 50 cái, đối phó dễ hơn nhiều một trận cố gắng chạy về sau, lại tới bụi người tưởng, nhưng địa hình không thích hợp phòng thủ, mọi người tiếp tục tìm, trên lý thuyết, người tượng là giới hạn, nếu còn người tưởng, không có vấn đề gì. Đi tới, phía khe hấp bạch đột nhiên truyền đến tiếng súng. Mọi người ngã xuống đất, có người hỏi, có phải dư dung không? Viêm thắc tưởng là dư dung, nhưng nghĩ lại không đúng, dư dung là quấn đầu quân, biết rõ khe hắc bạch đáng sợ, không hoảng loạn mà chạy vào chỗ sâu là lâm hỷ nhu khả năng lâm hỷ nhu lớn hơn dù gặp bạch đồng quỷ hay lâm hỷ nhu đều phải liều nếu chọn hắn thả liều với lâm hỷ nhu hắn không có thù với bạch đồng quỷ nhưng với lâm hỷ nhu thì khác hắn nhảy lên ta đi xem viêm thác lần theo tiếng súng ban đầu chạy nhanh nhưng không lâu sau chậm lại nguyên nhân đơn giản hắn không nhìn thấy càng đi càng tối cùng hình thâm có đuốc, thấy vật không khó, nhưng rời khỏi phạm vi này, bước đi khó khăn. Viêm Thác thở dài, nửa mò mẫm tiến lên, đang gấp thì nghe tiếng nhiếp Cửu La từ phía sau, Viêm Thác. A à la, Viêm Thác ngạc nhiên, quay đầu, không thấy gì. Hắn gọi, "A à la", đồng thời đưa tay ra, rất nhanh, tiếng bước chân sột soạt, nhiếp Cửu La bắt lấy tay hắn, tiến sát. Viêm Thác ngạc nhiên, "Sao em tới đây?" nhiếp cửu la không vui, tại sao em tới, chẳng lẽ để anh lạc, hình thâm bận, không ai lo anh, đương nhiên em tới. Viêm thác quẫn bách nhưng trong lòng ấm áp, hắn thực sự đã chạy mạo hiểm, không suy nghĩ nhiều. Đang định nói gì, nhiếp cửu la nhẹ suyệt một tiếng. Viêm thác lập tức cảnh giác, cẩn thận nghe, tiếng súng không còn, nhưng có tiếng bước chân rồn rập, tiến về phía này. Đột nhiên phanh một tiếng lớn, chắc là đụng vào người tưởng, tiếng bước chân dừng lại, rồi tiếng thở nặng nề. Khoảnh khắc, tiếng phùng mật vang lên, Lâm Di, Hùng ca sao rồi? Một mình hắn ở phía sau cản, nếu, mặc kệ hắn, Lâm hỉ nhu, không biết, tùy số phận, hy vọng hắn không sao. Phùng mật thở nặng, bạch đồng quỷ vây quét, chúng ta còn ra được không? Ra được, đừng hoảng, dù thành thùng sắt, cũng ra được. Phùng mật thở phào, vậy giờ đi đâu? nghĩ cách đến giản thủy. Giản thủy, nghe như dòng sông, nhiếp cửu la nhớ trước đó trong gió nghe tiếng nước, không ngờ lần này thật có nước. Viêm thác tiến sát nhiếp cửu la, gần như chạm vào tay nàng, lần này, không để lâm hỉ nhu thoát. Nhiếp cửu la gật đầu, không để lâm hỉ nhu thoát, nửa vì viêm thác, nửa vì có thể từ nàng mà biết thêm về bạch đồng quỳ. Hùng hắc không có, dễ hành động, nhưng làm sao hành động? khoảng cách còn xa, không thấy gì. Viêm thác có đèn pin, nhưng mở sáng quá nguy hiểm. Hắn suy nghĩ, hỏi nàng, em huấn luyện nghe âm thanh, xác định vị trí được không? Nhấp cửu la ừ một tiếng, vậy dễ làm, viêm thác nhẹ đẩy nàng, bỗng nói, lâm gì, đừng nhúc nhích, họng súng mắm đầu ngươi rồi. Lâm hỉ nhu và phùng mật đụng phải bạch đồng quỷ, hung hắc đoạn hậu, bảo họ mau trốn, còn Lý Nguyệt Anh lúc nhiếp cửu la tát nàng, đã nhân lúc loạn chạy không biết đi đâu. Nàng và phùng mật chạy, thoát khỏi hiểm cảnh, đến nơi an toàn, vừa thở phào, nghe tiếng viêm thác, dùng mình. Nhiếp cửu la nhẹ nuốt nước bọt, hai tay dò phía trước, cẩn thận nghe động tĩnh từ lâm hỉ nhu. Lâm hỉ nhu khó tin, viêm thác. Có chỉ dẫn, nhiếp cửu la bước nhẹ, chậm rãi tiến tới, hai tay dò sợ đụng vào đồ, mũi chân điểm nhẹ sợ trượt viêm thác cười bất ngờ không lâm di yên tĩnh chút súng nhìn đầu ngươi rất rõ lâm hỉ nhu muốn nói nhưng không thể chỉ hắng giọng nhếp cửu la tiếp tục tiến tới viêm thác cầm thương nhưng đáng tiếc không có trang bị nhìn đêm trong túi có nhưng không lấy được hắn chỉ có thể phô trương thật xảo lại gặp lâm di như ngươi nói là duyên phận chúng ta thật có duyên Lâm Hỉ Nhu cười lạnh, vẫn muốn hỏi tại sao chỉ có cha ngươi là tranh quy. Muốn hỏi nhiều, nàng thích nói gì nói, miễn nàng càng nói, nhấp cửu la càng định vị được. Viêm Thác, đúng vậy, ta chỉ có mấy câu hỏi, không rõ, khó chịu, ngủ không yên. Lâm Hỉ Nhu nhàn nhạt, nói trắng ra cũng đơn giản. Địa kiêu sống lâu trong bóng tối, mắt thoái hóa, chúng ta không cần mắt. Nhưng khi trưởng thành thì khác không mắt sao nhìn dưới ánh mặt trời. Mắt là cơ quan cuối cùng mọc ra, mở mắt mới hoàn thành. Chuyển hóa, mà mở mắt không lâu, nhìn thấy người đầu tiên chính là trành quỷ. Đạo lý, ta không rõ, người có thể hiểu như vậy, nhiều động vật vừa sinh ra lần đầu thấy sinh vật coi là cha mẹ, như chim non vừa ra đời thấy không phải đồng loại, là hung cầm, nó cũng coi là thân nhân, sủng bái, yêu quý, gọi là ấn đi theo vì. Trành quỷ cũng vậy, chỉ khác là ngược lại. Vì hiệu ứng lần đầu này, người hướng dẫn, hắn tự nhiên theo ngươi, như cha ngươi, ta chiêu một cái, hắn như chó tới. Viêm thắc mắt siết chặt, chưa kịp nói, nghe, phanh, một tiếng ôm quẳng đụng đất, rồi tiếng tát thanh thúy hữu lực. Lại tát, viêm thác nghĩ, bạn gái ta, thật lợi hại. mươi 129, một mình đối đầu với hai người quá nguy hiểm. Viêm thác chuẩn bị xông vào hỗ trợ thì bất ngờ nghe thấy tiếng hình thâm từ phía sau chỉ đạo. Đầu nghiêng sang trái hai, tay trên cắt ba. Viêm thác không hiểu rõ, nhưng nghe tiếng rên của lâm hỉ nhu và tiếng đổ vỡ của tượng người. Buông tay, đổ người, sách khuỷu tay đụng, hạ bốn. Nghe rõ tiếng xương gãy, viêm thác biết có người bị đánh trúng. Bước phải hai, thiên cân trụy, hạ chưa kịp dứt lời viêm thác nghe tiếng thương xuyên qua và tiếng súng giảm thanh có người ngã xuống tiếng kêu đau đớn như của phùng mật viêm thác không thấy gì chỉ cảm nhận nhịp tim đập mạnh và cảm giác hình thâm tiến lại gần sau đó là tiếng đánh mất xỉu và tiếng gào đau đớn dừng lại nhấp cửu la không bị thương ngạc nhiên hỏi sao ngươi đến đây hình thâm đáp ta đoán các ngươi không thấy đường lại không dám bật đèn nên theo qua để xem Hình thâm tiếp tục, người phản ứng nhanh thật, ta tưởng miệng lệnh của ngươi đã lắng quên. Nhếp cửu la nói, ta cũng nghĩ vậy, nhưng vừa nghe thấy, đầu óc chưa kịp phản ứng thì thân thể đã tự động làm theo. Sau câu trả lời, một vài giây im lặng trôi qua. Trong bóng tối, giác quan của viêm thác trở nên nhạy bén, nhận ra nhếp cửu la và hình thâm rất thân thuộc. Giật mình khi nghe nhếp cửu la gọi, viêm thác, lại đây truyền người về. Lâm Hỷ Nhu và Phùng Mật đều mất xỉu. Lâm Hỷ Nhu bị nhấp cửu la làm gãy xương sườn. Phùng Mật bị hình thâm bắn lén và đánh ngất. Viêm thác mò tới gần, nghe tiếng rút dây thừng và tiếng sột soạt, đoán rằng hình thâm đang trói hai người. Hình thâm thật sự đáng sợ, trong tình huống hỗn loạn, hắn có thể chỉ đạo nhấp cửu la và bắn hạ viện binh. Viêm thác cảm khái, so với ngươi, chúng ta ở đây như những kẻ mù loà. Hình thâm dừng lại một chút rồi nói, không có gì khó lường, ta ở trên cũng là mù loà. Trở về, hình thâm dẫn đường, viêm thác không quen với các chỉ lệnh xoay trái, đi thẳng, không có ánh sáng trước mắt khiến hắn không yên tâm, may có nhấp cửu la nắm tay, hắn chỉ cần đi theo nàng. Thấy không ai nói gì, hắn hỏi nhấp cửu la, hình thâm nói gì mà, cắt ba, hạ bốn, ta nghe không hiểu. Nhấp cửu la cười, ngươi nghe hiểu mới lạ, đây là mật mã chúng ta nghĩ ra khi còn nhỏ để luyện tập với nhau, người khác không thể hiểu. Viêm Thác ồ một tiếng, không nói tiếp, đi thêm một đoạn, hắn cảm thấy kỳ lạ, chưa tới nữa. Ta đi xa vậy sao? Hình Thâm trả lời, là ta đã sắp xếp để bọn chúng đổi chỗ. Bụi người tưởng bên trong không có chỗ tốt gì, Viêm Thác không nghĩ ra, đến khi tới nơi mới hiểu. Ở đây có một loại phong hỏa đài. Hình Thâm giải thích vì người tượng giới hạn, có cảm giác như tường trường thành thời tần triều. Tần triều xây phong hỏa đài, người tượng bụi cách mỗi đoạn dài có một cái. Bình thường lợi dụng đống đất đào rỗng, gia cố hoặc khai thác đá rừng. Muốn tạo người tượng, từ bên ngoài đốt không tiện, nhiều người tượng nung ngay tại chỗ, nên cần chỗ nghỉ chân, làm việc. Phong hòa đài này được đào rỗng từ đống đất và xây, bên trong có giá đỡ bằng gỗ và đá, tuy không thể phá vỡ, nhưng có đỉnh và bốn vách tường tạo cảm giác an toàn dưới lòng đất tám mặt gió không có cánh cửa chỉ có cửa động đại đầu và bọn hắn theo lệnh của hình thâm đã khiêng đá chắn cửa động cao nửa người ra vào cần leo lên hình thâm để người đưa lâm hỉ nhu và phùng mật vào trước bên trong không rộng lắm khoảng như một phòng lớn hai bên vách tường có các lỗ to nhỏ tiện quan sát viêm thác cảm thấy phức tạp nơi này đánh trận địa chiến cần nhờ vận may, may mắn thì thắng, không may thì tất cả sẽ bị bắt. Hình thâm đơn giản sắp xếp, châu châu cảnh giới bên ngoài, cửa do hình thâm và đại đầu phụ trách, cổng giữ hai cây thương, những người khác nghỉ ngơi và bổ sung lương khô. Phải dưỡng đủ sức lực để ứng phó với những gì chưa biết. Trong phòng hòa đài, chỉ có ánh sáng mờ mờ, ánh sáng xanh của đèn phản chiếu làm mọi người trông xanh sao viêm thác nhìn thấy phùng mật bất tỉnh dựa trong góc bụng nàng bị thương máu loang ra thành vũng lớn phùng mật đối với hắn luôn không tệ viêm thác nhớ câu tương lai nếu đối kháng xem ở quen biết một trận đừng quá khó xử trong lòng cảm thấy xúc động hắn cúi người từ trong bọc lấy băng vải nói với nhiếp cửu la ta băng vết thương cho nàng nhiếp cửu la không hiểu một giây sau hiểu ra hắn đang xin phép chẳng lẽ sợ nàng không cho phép? Nàng cười, đi đi, hỏi ta làm gì? Bằng vết thương khó tránh khỏi đụng vào vết thương, phùng mật đau đến tỉnh dậy. Mở mắt thấy viêm thác và xung quanh, nàng tự diễu cười, địa kiêu chúng ta, giỏi hoạt động trong bóng đêm, không ngờ làm người giác quan thoái hóa, lại bị người đánh bại. Hình thâm nhìn ra ngoài giò xét, nghe phùng mật tỉnh dậy, hỏi những cái bạch đồng quỷ kia là gì? Phùng mật liếc hắn, giọng cay nhiệt, ngươi là ai? ta phải nói cho ngươi làm gì? hình thâm sững sờ, không biết đáp lại. sơn cường giận dữ, món tay chọc vào phùng mật, ngươi mẹ nó, không thấy tình cảnh sao? muốn chết à? phùng mật cười lạnh, vậy giết ta đi. cầu xin tha thứ, ta sẽ gọi ngươi là cha. sơn cường bị sặc, không biết làm gì, khá lắm, đã không muốn sống còn không muốn mặt mũi. nhiếp cửu la buồn cười, nàng hắng giọng người khác đang nói chuyện, các ngươi làm gì, không biết người ta à. Hình thâm hiểu, không cần hỏi vội, Viêm Thác sẽ hỏi, hắn chỉ cần lắng nghe. Sơn Cường cũng hiểu, ngồi lại xuống, nhai thịt bò. Viêm Thác không nói gì, tiếp tục băng bó, cuối cùng cắt đoạn băng, dán nhựa cây, chúng ta nghĩ về đường cũ, đổi hai hướng khác nhau, đều gặp Bạch Đồng Quỷ, cảm giác không phải tình cờ. Nghe vậy, mọi người im lặng, muốn nghe tiếp. Phùng mật hiểu ý mọi người, nhưng nàng muốn giữ thể diện, viêm thác hỏi, nàng sẵn lòng giải thích. Viêm thác rất tốt, đối xử với nàng không tệ, ít nhất, tại lúc nàng chảy máu, hắn đến băng bó. Hắn khác biệt với những người khác. Nàng cảm thấy đáng tiếc, nếu không phải vì thủ tộc, nếu không phải viêm thác và gia đình có cửu oán với địa kiêu. Nàng ưm tiếng, có thể nói, viêm thác nhẹ lòng, lâm hỉ nhu nói, bạch đồng quỷ là người tạo ra. Lời này nghĩa là sao? Phùng mật hỏi lại, người đã gặp bạch đồng quỷ chưa? Đã gặp qua, cảm thấy giống người không? Trừ mắt, các phần khác giống, khác, không biết. Phùng mật bình thản, trừ đầu lưỡi, chúng ta cũng giống người. Viêm thác chấn động, cảm thấy lời phùng mật có điều ẩn ý, nhưng không hiểu. May mắn là, phùng mật không vòng vo, vào khe hắc bạch kiêu làm người ma, người vì kiêu quỷ, nhân ma đối kiêu quỷ, đều là quái vật. Chúng ta địa kiêu, đối ứng với bạch đồng quỷ, đối ứng với nhau, viêm thác màng nhĩ ù vang, cổ họng khô khốc, các ngươi nhân hóa địa kiêu, bạch đồng quỷ nhân hóa. Kiêu quỷ, bên cạnh là kiêu quỷ. Phùng mật nhìn hắn, cười, kinh ngạc sao, đối ứng với nhau, lẫn nhau đối xứng. Khoa phụ nhìn bạch đồng quỷ, giống như các ngươi nhìn địa kiêu, đều là ác mông. Viêm thác trong đầu rối loạn, khoa phụ là người sao? Bên tai, Lâm Hỷ Nhu yếu ớt lên tiếng, đúng vậy, giống như các ngươi, đều là người. Viêm thác giật mình nhìn nàng, Lâm Hỷ Nhu tỉnh dậy, cố gắng ngồi dậy, dù tay chân bị trói chặt, vẫn giữ thể diện. Viêm thác không thể tưởng tượng, giống như chúng ta, sao lại sống dưới lòng đất. Lâm Hỷ Nhu cười lạnh, không phải các ngươi đã làm chuyện tốt à? Nữ oa tạo ra con người, nghe chưa? Viêm thác, nghe rồi, nhưng đó là thần thoại. Lầm hỉ nhu hừ, nữ oa tạo ra con người, không chỉ một loại. Sinh vật học các ngươi phân chia thành nhiều loại. Ta điều tra, tinh tinh có ba thuộc sáu loại, họ chó có mười ba thuộc ba mươi sáu loại, nhưng người chỉ có một loại, chí người. Vì sao? Viêm thác không quen thuộc về sinh vật học, vì sao? Lầm hỉ nhu nhàn nhạt, nhạt vì cái khác thuộc loại đều bị các ngươi tiêu diệt tất cả là hậu duệ của nữ oa đều là một mẹ các ngươi có năng lực dần dần tiêu diệt hết những loại khác lý thuyết này quá hoang đường có người nghe không vào căm giận lại bịa đặt nữ nhân này miệng lưỡi dẻo quẹo đừng nghe nàng nói bậy lầm hỉ nhu giọng mỉa mai ta nói bậy à ta sống trên mặt đất hơn hai mươi năm biết chữ đọc không ít sách hiểu rõ các ngươi bài trừ đối lập, không phải là thiên tính sao? Đừng nói đối lập, đối với đồng loại cũng vậy. Buôn bán nô lệ đen, giết đồng loại không thiếu sao? Khai thác châu Bắc Mỹ, nguyên sinh người Anh Điên ra đầu từng khối bị khuét xuống, là thời đại văn minh. Trước đó mấy ngàn năm, thời đại dã man, đối gì, các ngươi làm gì tốt? Nhếp cửu la hỏi, các ngươi khác chúng ta ở điểm nào? Nơi nào không giống? Lầm hỉ nhu bình thản, đầu lưỡi không giống chúng ta hấp thụ dinh dưỡng từ người, sống lâu, tái sinh mạnh hơn. Nhếp cửu la nghĩ, ăn người thôi, còn uyển truyền. Các người thuộc loại người ăn thịt người. Lâm hỉ nhu liếc nàng, ăn người thì sao? Giống loài thiên tính, người là động vật, ăn động vật, bị động vật ăn, người ăn người, bị người ăn, không bình thường sao? Nhếp cửu la không để ý, đã lĩnh giáo lâm hỉ nhu cường đại, khác hẳn thường nhân. Logic của nàng không có ý nghĩa, nàng nói bình thường, vậy bình thường. Viêm thác nói, vậy các ngươi đối lập, người đấu không gì đáng trách. Cạnh tranh sinh tồn, bằng bản năng, thắng là thiên tuyển, bại đừng oán trời trách đất. Lâm hỉ ngu lại cười lạnh, đúng, chúng ta không thắng các ngươi. Nhưng ăn người nhiều, khi đó, xài lang hổ báo không ăn người sao? Vì sao chằm chằm chúng ta, muốn đuổi giết đến cùng? Hình thâm nhớ đến lão đao, Mấy tháng trước, hắn cùng lão đao trò chuyện về hiệu ứng khủng bố cốc. Lý luận này có thể áp dụng, người biết sợ vật thể giống mình, trình độ càng cao, cảm xúc càng khủng bố hơn, xài lang hổ báo ăn người, nhưng dáng không giống, khác giống loài, nhưng các ngươi giống nhau như đúc. Giống nhau, lại có thể khát máu, không đáng sợ sao? Lầm hỉ nhu không thể cùng hắn chia sẻ cảm xúc, oán hận, đuổi giết đến cùng, một tên cũng không để lại, bước chúng ta đến tuyệt lộ. Cũng may, nữ hoa tạo người biết hài tử bản tính, đoán loại sự việc sẽ phát sinh, dự đoán lưu lại một tay cho chiến bại, giữ nơi ẩn núp. Viêm thác chợt nhận ra, nơi ẩn núp là Khe Hắc Bạch. Lâm Hỉ ngu nói tiếp, ta chưa từng thấy nữ hoa tất cả đều là truyền thuyết của tộc. Nghe nói Khe Hắc Bạch là nơi nữ hoa thân xác đổ sụp, nàng là thần sáng thủy, còn sống tạo người, chết rồi che chở người. Chúng ta bị tàn sát, còn sót lại tộc nhân chạy đến khe hắc bạch, cầu nguyện thủy tổ nữ oa cuối cùng nàng bầy kết giới, từ đó đen trắng phân khe. Mặt đất của các ngươi, ban ngày thuộc về các ngươi, mặt đất của chúng ta, đêm tối thuộc về chúng ta. Các ngươi sống dưới ánh sáng ban ngày, chúng ta cũng có mặt trời, nhiệt độ cao của địa tâm mấy ngàn độ, là một đoàn lửa rực rỡ, cũng là một viên mặt trời chôn sâu. Nói đến đây, nàng cười ha ha, không ngờ rằng, dưới lòng bàn chân của các ngươi, rất sâu bên dưới, có người sống, vẫn là đồng bào, dị trùng tay chân. Chỉ có điều, đen trắng phân danh giới, tử sinh không gặp, các ngươi không biết. Nói đến cuối, nàng hạ thấp giọng như thì thầm, nhưng, chúng ta từ mặt đất bị đuổi xuống, giết xuống, hưởng xuân cùng ngày ấm, ai cam lòng sống trong âm chiều hắc ám. Vòng quốc phục quốc, đất mất thu phục, nguy cơ giải trừ, mãi mãi mơ về mặt đất. Nhưng, khe hắc bạch là ô dù, cũng là màn ngăn. Nếu mạnh mẽ xông tới khe hắc bạch, kêu làm người ma, hình dáng tướng mạo vặn vẹo, thành người không ra người quỷ không ra quỷ, khi còn ở khe hắc bạch thì còn đỡ. Nhưng nếu tiếp tục lên, bị mặt trời chiếu, sẽ ra tốc tiêu vong, từ khe hắc bạch xông lên, là bản thân tự hủy diệt. Viêm thác suy nghĩ, cùng lý, Người vượt qua không được khe hắc bạch, vào khe hắc bạch, người thành kiêu quỷ, hình dáng tướng mạo vặn vẹo, nếu tiếp tục xuống, sẽ ra tốc tiêu vong. Đây là giới hạn của khe hắc bạch, dưới mặt đất khoa phụ tộc không thấy người, chỉ thấy kiêu quỷ đáng sợ, người trên mặt đất không thấy tộc dưới đất, chỉ thấy địa kiêu đáng kinh ngạc và rùng rợn. Kiêu là người ma, mắt người ác ma, người thành kiêu quỷ. ỉ, kiêu trong mắt ác quỷ không khó hiểu khi quấn đầu quân nghĩ rằng địa kiêu chỉ là xúc sinh, không khó hiểu khi lâm hỉ nhu mỉa mai quấn đầu quân từ đầu đến cuối, nhìn nửa chương sách, địa kiêu trang sách này, hôm nay mới được mở ra. Hình thâm nghe vậy mới mở miệng, vậy, thịt nữ hoa là gì? Khóe môi lâm hỉ nhu cười. Nàng nói, mỗi tộc đều có dũng sĩ, tìm khả năng trong điều không thể. Thần thoại kể rằng, có khoa phụ trục nhật, chúng ta là hậu duệ của khoa phụ mỗi ngày một mạch, mãi mãi nhớ về mặt đất. Rồi chúng ta phát hiện ra rằng, bại cũng từ thịt nữ hoa, thành cũng từ thịt nữ hoa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 130. Cuối cùng, khi nhắc đến thịt nữ hoa, hình thâm cảm thấy căng thẳng và lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mặc dù lần này xuống đây, nhiều điều đã được hiểu rõ hơn, nhưng cốt lõi của vấn đề vẫn không thay đổi. Hắn cùng tưởng thúc vẫn muốn tìm thịt nữ hoa. Lâm Hỷ Nhu hỏi, các ngươi có nghe thấy tiếng nước không? Tiếng nước này khác nhau tùy người, Nhấp cửu la đã nghe thấy, mơ hồ trong tiếng gió. Một số người khác cũng nghe thấy, nhưng nhiều người thì không. Lâm Hỷ Nhu giải thích, điều này do người tu luyện quá cẩn thận, cách danh giới thực sự vẫn còn một đoạn. Khe hắc bạch, đúng như tên gọi, có nước từ sông Giàn. Vào mùa thu đông thì khô hạn, mùa xuân hè thì nước tăng dần. Hiện tại, nước đã bắt đầu lên, nhưng chưa nhiều, nên không phải ai cũng nghe thấy. Cô nói tiếp, có một thuyết khác cho rằng bức tường hướng mặt trời của khe hắc bạch chính là thi thể nữ hoa. Sau khi thi thể sụp đổ, máu hóa thành dòng sông và cốt nhục thấm vào đáy sông. Người ta tin rằng nữ hoa có thể tạo ra con người khi sống và cứu người khi chết. Khe hắc bạch là tuyệt địa, nhưng cũng là nơi có cách giải quyết. Vì vậy, Nhóm tử sĩ đầu tiên từ biệt người thân, tiến vào khe hắc bạch. Nhiệm vụ của họ có hai phần, một là thừa dịp khô hạn, mò tìm thịt nữ hoa trong dòng sông, hai là tìm đường thoát. Sau khi vào khe hắc bạch, lối ra bị phong kín. Tử sĩ phải mở thông đường cho người dân. Viêm thác cảm thấy lạnh sống lưng và thốt lên, khoa phụ bầy trì. Lầm hỉ nhu kinh ngạc, người đoán đúng rồi sao? Các người không hoàn toàn ngu ngốc. Cô thở dài. Khe hắc bạch là một ma chú, vào đó rồi, dù là người hay quỷ đều khó thoát. Mặc kệ là lên hay xuống, đều nhanh chóng chết. Vì vậy, thịt nữ hoa là tốt, còn tìm đường cho tử sĩ là tự sát. Việc đào bới là công trình khổng lồ, mất 30 năm cũng chưa chắc thành công, nhiều người đã bỏ mạng. Chúng ta gọi họ là khoa phụ, khoa phụ bầy trì, tức là bảy lối ra đã được mở. Viêm thác im lặng, suy nghĩ rằng Khoa Phụ là một người khổng lồ, hóa ra là nhiều tử sĩ ngợp lại. Việc tìm kiếm có thu hoạch, nhưng thịt chắc chắn không tìm thấy vì vào nước rồi thì không mục nát. Người ta cầu nguyện, tin rằng thịt nữ hoa đã hòa cùng bùn đất, nên đào bùn quý để tạo bảy tượng nữ hoa. Bảy tượng nữ hoa được coi là pháp bảo để vượt qua khe hắc bạch. Quỷ kiêu sử dụng nó để hóa nhân, trở thành bạch đồng quỷ. Tóm lại, vào khe hắc bạch chỉ có đường một chiều, chúng ta lên mặt đất, họ xuống dưới đất, không bao giờ trở lại điểm xuất phát. nhiếp cửu la thở dài, thiết lập này làm nàng rung động, như thể nữ oa hiện thân nghiêm nghị, ta không cho phép ngươi, ngươi phải sao? Tốt, đi đường đen thôi. Xem ra, bạch đồng quỷ không bao giờ lên mặt đất, lâm hỉ nhu cũng không vượt qua khe hắc bạch. Nàng nghe viêm thắc hỏi lâm hỉ nhu, địa kiêu dùng bùn để hóa nhân, ta thấy ở nông trường tầng dưới đất có liều nhựa lớn, bên trong bùn là nữ hoa giống tan ra, đúng không? Lâm Hỷ Nhu không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Vậy, để chuyển hóa, chỉ dựa vào bùn vẫn thiếu, còn cần máu túi. Lâm Hỷ Nhu nói, đúng, máu túi là thuốc. Trong thuốc của các ngươi, hoa cỏ, chim trùng đều có thể dùng, người cũng vậy. Chúng ta cần, người, làm thuốc, để sống dưới mặt trời chỉ cần dòng máu không dứt, chúng ta có thể tiếp tục tồn tại. Nàng đổi giọng, ngươi nghĩ bạch đồng quỷ không cần máu túi sao? Họ cũng cần, nếu không làm sao sống dưới đất, chúng ta đối xử với người như thế nào, họ cũng đối xử với tộc nhân chúng ta như vậy. Đều làm cùng một việc. Nàng kể về nhiễu vấn đầu quân năm đó, nhưng con đường chúng ta đi rất khó khăn, ngươi nhìn châu chấu sẽ biết, sau biến dị, thần chí mất dần, cuối cùng trở thành thú ăn thịt viêm thác đáp khu vực này vắng vẻ thời tần chiều càng không có người các ngươi chưa tìm được máu túi đã hóa thú rồi đúng hiểu người từ lối ra vọt ra ngoài gây hại bị thú giết hoặc bị bắt sống địa kiêu có khả năng tự bảo dưới đất sống được đặc tính này gây chú ý nàng tự hào dần dần có người đến rất quý hiếm người ta vì lợi ích mà đến chúng ta hiểu lòng tham của các ngươi chúng ta dùng người để chuyển hóa, phát triển quỷ, truyền bá lời đồn. Thời đó, truyền miệng chậm nhưng vẫn tiến hành. Điều này khớp với dự đoán, Nhấp Cửu La nhìn Lâm Hỉ Nhu, muốn ép nàng, ý tưởng tốt, chỉ là vận khí tệ, không ngờ đại đội nhiễu vấn đầu quân đến. Lâm Hỉ Nhu im lặng, nhiễu vấn đầu quân đến, lập tức phá hủy kế hoạch của họ. Họ là kẻ điên, đứng lên kim nhân môn, đoạn tuyệt thông lộ biết rõ hậu quả nhưng vẫn đến, còn có kế hoạch bức cung, dụ dỗ, thám thính bí mật, cướp đi bốn tượng nữ hoa trong xung đột. Vì vậy, ngoài quỷ kiêu, xuất hiện bạch đồng quỷ. Đều là do người làm. Sau đó, đột nhiên, nhiễu vấn đầu quân phảng phất biến mất, nơi này trở thành góc tối bị lãng quên. Nàng cười khổ, đúng, nhiễu vấn đầu quân đến, chúng ta gặp khó khăn. Nữ oa cho chúng ta nơi ẩn núp cuối cùng, thành địa ngục. Viêm thác, người biết ta là ai không? Viêm thác không rõ ý, người không phải địa kiêu sao? Lầm hỉ nhu cười, tiếng cười kinh dị như chim đêm, nhấp cửu la nổi ra gà. Hình thâm bỗng suy một tiếng, giọng khẩn trương, chú ý, đến rồi. Thật đến rồi sao? Phong hỏa đài chết lặng, tâm trạng khẩn trương lan tràn, tất cả nhìn cổng. Lâm hỉ nhu dựa vào tường, điều tức. Phùng mật nhìn không chú ý, tiến tới gần Lâm Hỷ Nhu. Lâm Hỷ Nhu nói nhỏ, hai chúng ta, chỉ một người có thể ra ngoài. Phùng mật gật đầu, hình thâm đứng cao, nhìn xa, thấy bạch đồng quỷ còn xa, hỏi Lâm Hỷ Nhu, bạch đồng quỷ săn bằng cách gì? Khứu giác, thị lực hay cái khác? Lâm Hỷ Nhu hắng giọng, không dựa vào mắt, dưới đất mắt không dùng được, nhưng vẫn nhạy cảm với ánh sáng có người dùng bao che cây đèn duy nhất, dù đèn sáng yếu. Nàng tiếp tục, khứu giác lợi hại, máu tanh từ vết thương bắn đạn, họ sẽ theo mùi mà đến. Muốn an toàn, nên bỏ rơi người bị thương. Lời này gây khủng hoảng, có người hỏi, làm sao bỏ rơi? Để nàng đi xa, mùi vị có thể dẫn bạch đồng quỷ đi. Sơn Cường phản ứng nhanh, để nàng đi, bắt được rồi lại thả, người tính toán hay. Lâm Hỷ Nhu cười, không muốn thì thôi. Đợi bạch đồng quỷ đến. Nàng nói thêm, địa kiêu nhân hóa, yếu hơn vì trên mặt đất là xã hội văn minh. Bạch đồng quỷ không giống vậy, dưới đất là thế giới ăn thịt, ngoài người, còn có loài bò sát, chuột to bằng bóng bàn. Bạch đồng quỷ là đỉnh cao của săn mồi, tưởng chơi được sao? Mặc dù là người, nhưng khác nhau, móng tay họ mài sắc, sống càng dài móng càng cứng, có thể xé ra trâu hình thâm thấp giọng nhét miệng nàng lại biết nàng gây khủng hoảng nhưng không cản được có người theo nàng thâm ca tin là có đuổi người bị đạn đi sơn cường khinh cô gái này hại chúng ta không thể tốt sẽ kéo vào hố đánh rắm là được đề nghị hình thâm thâm ca nghe rõ quỷ kiêu và bạch đồng quỷ đều là tổ tiên nhiễu vấn đầu quân người nhà đều đối phó địa kiêu gọi nói thử xem không thông sao biết không được. Nhiều người hưởng ứng, đúng, sao người nhà đánh nhau, nói rõ ràng không sao. Hình thâm bực, không trả lời, người nhà, bạch đồng quỷ và quỷ kiêu đều là bị ruồng bỏ. Trong tầm mắt, bạch đồng quỷ gần, hình thâm mồ hôi, nghi là hai nhóm hợp lại, gần ba mươi. Hắn nói, sông đến, thương đều lên thân. Châu chấu nhảy vào, không tìm lâm hỉ nhu phiền phức, nằm dạp run lẩy bầy. Nhấp cửu la nói, bị phát hiện thật sao? Đánh hết đi, giúp rõ ràng, còn có thể dùng ánh sáng lóa mắt. Đúng lý, hình thâm ra lệnh, đánh hết đi. Chốc lát, hơn 10 đèn pin soi từ miệng và cửa, không dùng nhiều từ đầu, vừa mở sáng nhất, pin mạnh, không nói như ban ngày, nhưng sân khấu sáng rõ. Miệng nhỏ, cửa đầy người, viêm thác không muốn góp náo nhiệt, cầm thương, nắm tay nhấp cửu la, mồ hôi, muốn phân phó gì nhưng thấy nói gì cũng vô ích theo sát ta trốn sau ta loạn chiến lên ai biết tình trạng sao lúc này cửa khe khẽ cái gì đứa bé gái chết tiệt đứa bé gái viêm thác xông lên trước đẩy hai người ra thật là tay điện chiếu sáng bên ngoài không thấy mặt chỉ thấy dáng người nhỏ lẻ loi đứng trên khối đá mặt hai điểm bạch sát cong tay thành chảo cọ sát vào mặt đá phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn